Tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh thông tin y tế He-Info Dược sĩ Cộng đồng. Và lại là mình đây, Daisy. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới thông tin về một kháng sinh thường được sử dụng trong điều trị những trường hợp nhiễm trùng nặng, mang tên gọi là lincomycin, một kháng sinh thuộc họ lincosamid, tương tự như clindamycin. Video của chúng mình sẽ bao gồm những mô tả chung liên quan tới lincomycin, chỉ định, chống chỉ định và tác dụng phụ khi sử dụng thuốc trong điều trị, bảng liều lượng của lincomycin trên các đối tượng khác nhau, và cuối cùng là những lưu ý khi sử dụng lincomycin ở một số đối tượng đặc biệt như phụ nữ có thai, người đang cho con bú và những bệnh nhân đang sử dụng các loại thuốc khác. Nào, cùng chúng mình bắt đầu thôi! Nhắc đến lincomycin thì đây là một loại kháng sinh thuộc nhóm lincosamid, có cấu trúc tương tự như các macrolit. Thuốc được phân lập lần đầu tiên từ vi khuẩn tồn tại trong đất có tên gọi là Streptomyces lincolnensis, được phát hiện ở Lincoln, Nebraska. Lincomycin được FDA chấp thuận vào ngày 29 tháng 12 năm 1964. Đây là một kháng sinh được chỉ định để điều trị các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng và dành riêng trong trường hợp nhiễm penicillin hoặc khi penicillin không phù hợp. Về chỉ định, lincomycin được chỉ định để điều trị các trường hợp nhiễm khuẩn nghiêm trọng do các chủng liên cầu, phế cầu và tụ cầu gây ra. Gần như chỉ sử dụng lincomycin trong trường hợp bệnh nhân bị dị ứng với penicillin hoặc các tình huống mà penicillin được coi là không phù hợp. Chống chỉ định sử dụng lincomycin ở những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với bất kỳ thành phần nào có trong công thức. Những bệnh nhân bị tiêu chảy do nhiễm khuẩn Clostridium difficile, bệnh nhược cơ, rối loạn cơ xương, viêm ruột già, bệnh gan nặng, bệnh thận mãn tính giai đoạn 4 hay là bệnh thận với những biểu hiện suy giảm chức năng thận đều thuộc đối tượng chống chỉ định sử dụng lincomycin. Về dược lực học, lincomycin là một loại kháng sinh lincosamid có nguồn gốc là các sản phẩm lên men tự nhiên từ Streptomyces lincolnensis. Giống như clindamycin, một kháng sinh thuộc cùng nhóm, thì lincomycin có hoạt tính chống lại cầu khuẩn, trực khuẩn gram dương cũng như cầu khuẩn gram âm và một số các chủng vi sinh vật khác như là hemophilus. Thuốc có hiệu quả chống lại vi khuẩn kỵ khí nhưng yếu hơn clindamycin. Lincomycin có cơ chế tác dụng tương tự như hoạt chất clindamycin. Nó có chứa các gốc axit amin khác, thường là axit propinhygrate được liên kết với gốc trường alpha methylthiolincosamide. Tương tự các lincosamid nói chung, lincomycin có chức năng như một chất tương tự cấu trúc đầu 3' của L-bromethyl tRNA và nó khử hoạt tính của tRNA để tương tác với 23S rRNA của tiểu đơn vị 50S trên ribosome vi khuẩn. Và những nghiên cứu về cơ chế của lincosamid có liên quan đến clindamycin hay lincomycin đều đề xuất một cái liên kết hai pha ngay lập tức với vị trí A cùng với sự dịch chuyển trạng thái cân bằng về vị trí B trong vài giây, và sự dịch chuyển này dường như là do cái sự quay của gốc axit propinhygrate, trong khi alpha MLT vẫn tương đối ổn định. Các cấu trúc tinh thể gần đây của lincomycin trong phức hợp tiểu đơn vị ribosome 50S của Staphylococcus aureus đã cho thấy gốc alpha MTL hình thành liên kết hydro ở vị trí carbon số 26, vị trí A2058, vị trí G2505, vị trí A2059 và G2503 của 23 rRNA, trong khi gốc axit propinhygrate chỉ tương tác qua tiếp xúc van der Waals. Thời gian bán thải của lincomycin là khoảng 5,4 giờ ở người lớn. Khi sử dụng quá liều lincomycin, bệnh nhân có thể có những biểu hiện như là viêm đại tràng, nhiễm trùng thứ phát, các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng. Các biện pháp để điều trị những cái tác dụng phụ này bao gồm những biện pháp điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Cần lưu ý là chạy thận nhân tạo và thẩm phân phúc mạc không ảnh hưởng đáng kể đến nồng cồn lincomycin trong huyết thanh. Điều này có nghĩa là nếu như sử dụng phương pháp này để loại bỏ lincomycin quá liều thì sẽ không hiệu quả. Lincomycin là một kháng sinh phổ tương đối hẹp và nó có tác dụng chống lại các vi khuẩn gram dương và không có trong thành tế bào, bao gồm các loài gây bệnh như là Streptococcus hay Staphylococcus hay Mycoplasma. Đây là các chủng vi khuẩn khá là phổ biến và điển hình. Khi sử dụng lincomycin trong điều trị nhiễm khuẩn nghiêm trọng ở người lớn thì nên sử dụng một số dạng bào chế như là tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch. Nếu dùng dạng tiêm bắp thì nên bắt đầu với liều 600 mg mỗi 24 giờ. Và nếu nặng hơn nữa thì có thể sử dụng 600 mg tiêm bắp mỗi 12 giờ. Tùy theo mức độ nặng của nhiễm trùng mà tần suất sử dụng lincomycin có thể tăng lên. Nếu sử dụng lincomycin dạng tiêm tĩnh mạch thì có thể bắt đầu với liều từ 600 cho tới 1000 mg, tiêm tĩnh mạch cứ sau 8 tới 12 giờ. Nhiễm trùng đe dọa tính mạng, liều lượng lincomycin sử dụng có thể lên tới 8 g mỗi ngày và chia làm nhiều lần. Để tiêm dưới kết mạc, có thể sử dụng liều 75 mg tiêm dưới da một lần ngày trong điều trị. Đối với trẻ em trên 1 tháng tuổi, để sử dụng liều lincomycin trong trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng, nên bắt đầu với liều 10 mg trên 1 kg tiêm bắp mỗi 24 giờ, tăng tần suất nếu tình trạng nhiễm trùng nặng hơn, hoặc là 10 đến 20 mg trên 1 kg tiêm tĩnh mạch chia làm nhiều lần. Lincomycin được phân vào nhóm C các loại thuốc sử dụng trong thai kỳ. Điều này có nghĩa là các nghiên cứu về khả năng sinh sản trên động vật đã cho thấy tác dụng phụ đối với thai nhi. Tuy nhiên, vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ được kiểm soát tốt ở người. Nhưng mà những lợi ích tiềm năng có thể đảm bảo cho việc sử dụng thuốc ở phụ nữ mang thai, mặc dù vẫn tồn tại những rủi ro nhất định. Ở các mẹ cho con bú, lincomycin có thể truyền qua sữa mẹ với nồng độ từ 0,5 cho tới 2,4 microgram trên 1 ml và cần phải đưa ra quyết định ngừng cho con bú hoặc là ngừng thuốc tùy thuộc vào cái tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc trên người mẹ. Trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan tới lincomycin mà chúng mình đã sưu tập được. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho He-Info để tiếp tục cập nhật thêm các thông tin hữu ích khác về thuốc. Bye bye và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.